năm hôm nay là ngày 24 Tết rồi. Và con có mặt ở đây đó là đường Nguyễn Văn Liên, quận 6. Bây giờ sẽ chạy qua bên đó Phú Định thử, rồi sau đó mình sẽ đi phà Phú Định, mình đi qua bên chợ Bình Điền. Có lẽ là đây buổi sáng và bây giờ là buổi trưa, chợ Bình Điền nó không phải bán gì hết á. Chạy vòng vòng chơi những ngày cuối năm thử xem như thế nào. Gần đó là người ta bán hàng rất gần. Ở đây là tại là quán nè. Sáng ra đi theo cái đầu tay đi về chắc tay bị thui luôn, nắng kinh hồn. Và thấy không, người ta bán đồ cũng rất là nhiều, bán đông bán được quá trời luôn rồi. Và em đó làm gì thì thấy là em nó không có còn sống thì phải. Người ta mua trái cây quá trời, ở được đỏ, ở xe được đỏ vậy. Đây là đường Nguyễn Ngọc Tung, sang Vũng Tàu, thêm gần đây giống như về hả, có mấy cây chuối cây này kia. Đường này nè, chó nó đi vệ sinh tùm lum đầy đường hết á. Thì đúng là mấy người mà nuôi chó ở đây á, đúng là không hiểu cái kiểu gì. Rồi chó nó bị nó ị cái đá đầy đường đầy xóm hết trơn. Người ta chạy qua chạy lại, người ta kéo vô. Kiểu như á, nãy giờ nói giống như là đường công cộng, còn phải có ý thức chung chứ. Nói chuyện tiểu như là những người đường công cộng cũng để nó đi đầu đi sau được, đúng không? Làm người ít ra thì cũng phải có ý thức một chút. Không biết còn sữa, hết sữa, hết sữa rồi. Tính nơi là sữa đâu làm nhưng mà hết rồi. Thì cô bỏ tay đi. Biết cái chợ nó lấy sữa rồi à. Chứ bây giờ nó uống hết rồi cũng chịu thôi, bỏ tay thôi. Đây là đến tới Phú Định đây. Xe hè, xe tải rất là nhiều và cái thời điểm này đi. Hôm nay là ngày thứ bảy rồi, 12 giờ trưa rồi. Sao làm cái gì giờ cũng đâu có ai bán gì đâu mua. Anh hát chạy chạy chơi.
quyết định. Bây giờ là đến 12 giờ kia rồi đó, mới quyết định này. Dưới này nhà cửa này kia nhìn nó cũng hơi vắng một chút, hơi vắng cái gì vắng cái nhà bán hay ở phía bên đường trái. Đây có cái cống điều tiết nước. Đường ở đây xây lâu lắm rồi mà chưa có xong. Thấy ở phía bên phải á thì nhà của người ta nó bị hững xuống. Và ở phía bên trái không, đường nó cao lên cả nửa mét này. Rất là khó để chạy đó, đường gì á mà toàn mấy cái vạch, mấy cái lằn không mà khó chạy ghê, chạy kiểu như là cái cảm giác nó bị lúc lắc. Nó rất là khó chạy luôn. Người ta chờ xuống phà đông quá trời đông luôn. Trời chờ biết tới nào rồi. Trời đông kinh hồn luôn. Wow, phà đông quý vị. Phà chờ biết tới nào. Phà nó đây bị cái vấn đề gì đó cũng không biết nữa. Rất là đông luôn, cực kỳ đông luôn. Ê, thật là sai lầm. Ê, có người bán sữa đậu nành. Để ghé một sữa đậu nành chứ. Mà chạy một vòng xuống đây đi ha.
trạm xăng Phú Định nè, ở dưới này đó là trạm xăng Phú Định, có mấy cái nhà xưởng á, nó rất là xưa, xưa cực kỳ xưa luôn á, xưa mà dẻ mà giống như là trước trước giải phóng luôn á, đó xưa cái kiểu như vậy á, giống như là trước giải phóng luôn. Thì đây có cái xưởng này họ kỳ bán nè, họ kỳ nó màu vàng bán mà bây giờ có người mua, có người mua hay miếng gì đó. Và cũng sửa sang, người ta cũng sang phát lại chứ từ nhìn nó cũng xì rồi. Ở dưới đó là cảng Phú Định mà như là mình không có chạy vô trong đó được, tại vì nó có bơi nó trắng lại, mình không có chạy vô trong đó được, nên là mình sẽ vòng ra, chạy đến đây thôi là hết rồi, vòng ra. Thấy không, ở đây có mấy chiếc xe mà ngày xưa mình kêu là xe Toyota 16 chỗ, mà bây giờ không có xe Toyota nữa, mà mấy chiếc xe gì á, Mercedes-Benz Sprinter gì đó. Cũng là mấy chiếc xe 16 chỗ thôi. Đã thì đã đó ha. Trời, chờ bây giờ chờ bà dắt chờ tới chiều tới tối luôn, chưa xong hết rồi. Không biết nữa. Cái chỗ này nó đến sửa đồ nặng tiền. Ồ, quán sửa đồ nặng. Lấy cho bịch sữa anh. Một bịch. Sữa nóng ghê. Mà chỗ này nó bán bịch sữa thường mấy chỗ kia. Dạ nó cũng có 5.000, không quan trọng. Lò đậu hũ của mấy người bắt thấy ăn đậu hũ vãi trời, giờ chờ tới nào trời, thì cũng không biết chờ tới nào. Những ngày Tết đó nhu cầu mà đi phà Phú Định rất là cao, đông quá trời đông luôn, đông kinh hồn. Mình chưa mua vé nữa. Một bột người. Xuống phà chuyến này không được, không biết nó không xuôi đi, xuống được xuống được thôi chứ biết sao giờ. Gần Tết á, giờ người ta cũng nghỉ Tết rồi, học sinh kia cũng nghỉ Tết rồi, nên là nhu cầu đi qua bến Phú Định rất là đông.
xuống vừa hay không là một chuyện, mà phải kệ mình đứng qua bên kia. Chiếc xe dùng sức